thiệt luôn á. Ờ à, hay. Dạ. Chứ không phải anh giả lắm mô. Người á không có làm hại gì. Thưa tới. Em có một bé khách cứ suốt ngày phải đi nhiều làm hại. Đen quá. Ủa nhộm biết không phải là nhộm nó lên phải nhộm lại hả? Thì lông mày nó có ra dễ chứ ra nó phải như tóc rồi. Không có nhưng mà ấn tượng đen nè. Mô ra rụng chị à. Tháng nhưng mà có mấy chục nghìn vài tháng là em thấy được à. Rầu mô chị cứ nghĩ là chị nó tóc ra nó hết trời còn lông mày không biết nữa chị gợi quá. Dạ chị đưa cho mấy cảm ơn em. Chị chỉ hết cái chỗ mới làm nó chẳng đừng có bầu thuốc vô chứ bầu thuốc rồi rớt chị ghi nổi. Em cố gắng đừng lát cho chị xem. Đáp đi bài cho cái cách lau cho nó sạch này.